chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5, ngày 11 tháng 6. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Ngành y tế Hưng Yên, đơn vị tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước. Nông dân Văn Giang tập trung chăm sóc cây quất cảnh những ngày nắng nóng. Doanh nghiệp đã đền bù trên 200 tỷ đồng nhưng 10 năm nay chưa nhận được mặt bằng. Cháy xưởng hóa chất công ty cổ phần tập đoàn hóa chất Đức Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì hội nghị. 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại của tỉnh tập trung vào các nội dung chính như tuyên truyền đường lối quan điểm chính sách đối ngoại của đất nước và của tỉnh, quảng bá tiềm năng phát triển kinh tế cũng như nét đẹp truyền thống của đất và người Hưng Yên. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành trung ương về thăm và làm việc. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cập nhật đăng tải hàng trăm tin bài về các hoạt động thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, các ngành thành viên và các địa phương phải chú trọng tuyên truyền về chủ trương đường lối phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phát huy những điểm sáng, nhân tố mới để quảng bá về tỉnh, mỗi ngành chọn ra một thế mạnh để tập trung tuyên truyền, đồng thời tăng cường phối hợp trong hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tham mưu xây dựng và cho ra đời ấn phẩm thông tin đối ngoại của tỉnh, tích cực đấu tranh, phản bác thông tin sai trái của các thế lực thù địch. Huyện ủy Văn Lâm vừa tổ chức hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 24. Đồng chí Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm chủ trì hội nghị. Đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã hoàn thành việc chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy. 38 trên 38 đơn vị đã tổ chức đại hội, đều bầu một lần đủ số lượng cấp ủy và được đại hội thông qua. Trong 6 tháng đầu năm, huyện cũng đã thực hiện tốt việc kiểm soát khống chế thành công dịch COVID-19, huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh, sớm ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn đề nghị 6 tháng cuối năm 2020, cấp ủy chính quyền các cấp trong huyện cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, kiện toàn, bố trí, sắp xếp ổn định đội ngũ cán bộ cơ sở, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đại biểu huyện Văn Lâm lần thứ 25, thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao, đồng thời quản lý đất đai, kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh, cương quyết không để phát sinh vi phạm, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, phòng chống lụt bão úng, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách năm 2020. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ y bác sĩ trong toàn ngành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao và sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Sau đây là phản ánh nhân kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Những tháng đầu năm nay, khi dịch COVID-19 phát triển lên đến đỉnh điểm, những cán bộ y bác sĩ của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã vào cuộc quyết liệt, góp phần không nhỏ trong việc khống chế dịch bệnh. Thời điểm đó, toàn bộ lực lượng của Trung tâm đã được chia thành 4 tổ, trực 24 trên 24 giờ mỗi ngày, thực hiện các phần việc từ giám sát, phát hiện trực tiếp lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, tiếp nhận các trang thiết bị và cơ động phản ứng nhanh. Khoa xét nghiệm chúng tôi là dốc hết toàn bộ nhân lực cũng như là sức lực để làm sao mà hoàn thành công việc một cách khẩn trương và sớm nhất, đảm bảo là có cái kết quả sớm nhất để phục vụ cho công tác điều tra dịch tễ. Bản thân các cán bộ y tế là không có thời gian để chăm lo cho gia đình nữa. Trong suốt cái thời gian đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã động viên cán bộ, công nhân viên không kể ngày đêm vất vả khắc phục mọi khó khăn để tham gia ở những khu cách ly cũng như là lấy mẫu xét nghiệm.
Những năm qua, công tác thi đua đã trở thành nề nếp ở hầu hết các đơn vị và cán bộ y bác sĩ. Nhiều điển hình tiên tiến đã được phát hiện và bồi dưỡng. Nhiều bác sĩ đã tích cực nâng cao tay nghề, trực tiếp phẫu thuật thành công nhiều ca bệnh khó, giành được sự tin tưởng rất lớn của người bệnh. Tiêu biểu như bác sĩ Giáp Bằng Mạnh, trưởng khoa phụ khoa Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên, bác sĩ Nguyễn Văn Quyết, trưởng khoa nội tim mạch lão khoa, bác sĩ Nguyễn Cảnh Quân, phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Nhiều bệnh viện đã đầu tư phát triển và bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực công nghệ cao như Bệnh viện Đa khoa tỉnh phát triển về lĩnh vực điều trị ung thư, Bệnh viện Sản Nhi phát triển về lĩnh vực điều trị vô sinh hiếm muộn, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền phát triển về lĩnh vực phục hồi chức năng. Các trung tâm y tế huyện cũng được trang bị hiện đại, tăng cường khả năng chẩn đoán và điều trị. Bản thân mình làm bác sĩ thì mình lúc nào mình cũng phải cố gắng làm tốt nhất cái công việc của mình. Trong quá trình mà được thực hiện cái phong trào thi đua yêu nước thì mình càng tâm niệm mình cố gắng làm tốt hơn cái công việc của mình hơn nữa. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước phát động trong ngành y tế thì cái trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ y tế ngày cũng được nâng cao. Từ đó thì chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân cũng được cải thiện, từ đó đã lấy được niềm tin và sự hài lòng của nhân dân đối với ngành y. Trong 5 năm qua, nhờ sự đóng góp quan trọng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành y tế tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, được tỉnh, Bộ Y tế và Chính phủ khen thưởng. Nhưng điều quan trọng hơn là ngày càng nhận được nhiều sự tin tưởng của người dân. Những kết quả này đã và đang là động lực để ngành y tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Thời gian qua, nắng nóng kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh trưởng phát triển của các loại cây cảnh, cây ăn quả ở Văn Giang. Các nhà vườn cũng đang nỗ lực để đối phó với thời tiết cực đoan nhằm hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Trong suốt những ngày nắng nóng vừa qua, hầu hết những người trồng quất cảnh ở huyện Văn Giang đều liên tục có mặt trên các cánh đồng, vừa là để chăm sóc, bổ sung nước và dinh dưỡng cho cây, vừa là để tỉa bỏ bớt hoa quả non. Bởi nắng nóng kéo dài đã làm ức chế bộ rễ dẫn đến cây ra hoa sớm, trong khi đó phải đến tháng 6 âm lịch mới là thời điểm lấy quả cho dịp Tết. Với những vườn bưởi cảnh, do nắng nên nhiệt độ cao kéo dài nhiều ngày làm cho cây chậm phát triển, dẫn đến không nuôi được quả ghép, nhất là với vườn đang hoặc vừa tiến hành ghép quả, song nếu không có biện pháp che nắng cho quả và bảo vệ vết ghép, rất dễ bị teo cuống và héo cành ghép dẫn đến rụng quả. Các nhà vườn cho biết những ngày này hầu hết đều phải tưới nước đều đặn ngày 2 lần sáng sớm và chiều tối. Nhiều vườn dùng rơm cỏ và các vật dụng khác che phủ gốc để giữ độ ẩm cho cây. Tuy nhiên, nhiều vườn mới đôn đảo, cây cũng đã bắt đầu có hiện tượng bị héo lá. Trước thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi tái bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành, cộng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng như những ngày này là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh và bùng phát trở lại. Để bảo vệ đàn vật nuôi, các trang trại trên địa bàn tỉnh cũng đang tăng cường các biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học đã giúp gia đình ông Tường Duy Toản, thôn Bái Khê, xã Liên Khê, huyện Khoái Châu ngăn chặn kịp thời bệnh dịch tả lợn châu Phi và ổn định tình hình chăn nuôi. Hiện, gia đình duy trì nuôi 200 con lợn nái và gần 2.500 con lợn thương phẩm. Hiểu được mối nguy hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây nên, cộng với việc chưa có thuốc và vaccine phòng bệnh, nên gia đình ông Toản đã áp dụng triệt để các biện pháp phòng và ngăn chặn dịch bệnh. Tại cái thời điểm này, nóng nóng nó đang rất là căng thẳng. Thì cái thứ nhất là để phòng chống được những cái dịch bệnh xâm nhập vào, thì phải nâng sức đề kháng của đàn lợn bằng cách là cho ăn điện giải, C và các chất bổ để tăng cái lượng dinh dưỡng cho vật nuôi cho nó khỏe. Thì nó sẽ hạn chế được cái phần dịch bệnh. Cái phần thứ hai nữa là càng nắng nóng như thế này thì cái nguy cơ bùng phát dịch tả càng cao. Thì cái việc nghiêm cấm người lạ ra vào khu trang trại là tuyệt đối. Rút kinh nghiệm sau khi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi gây ra, để chăn nuôi trở lại, gia đình ông Phạm Ngọc Điển, thôn Tính Linh, xã Trung Nghĩa, thành phố Yên đã đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại khép kín ra xa khu dân cư và thực hiện nghiêm ngặt quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Nhờ đó, từ cuối năm 2019, gia đình ông Toản đã khôi phục được đàn lợn với tổng số trên 30 con lợn nái và trên 200 con lợn thịt. Tôi coi như xông chuồng, thế rồi là coi là
phun khử trùng rồi té vôi, làm theo đúng hướng dẫn của cán bộ thú y chăn nuôi gọi là an toàn sinh học. Nhờ tăng cường các biện pháp tái đàn sau khi hết bệnh dịch tả lợn châu Phi, cộng với áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành thú y, đến thời điểm hiện tại, việc phát triển chăn nuôi trong tỉnh đã ổn định trở lại, với tổng số 430.000 con lợn, trong đó có 46.000 con lợn nái. Để ngăn chặn dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát trở lại, các hộ chăn nuôi cần thực hiện theo đúng hướng dẫn của ngành chuyên môn. Qua cái đợt đại dịch về dịch tả lợn châu Phi năm 2019, thì để mà đảm bảo an toàn đối với đàn lợn hiện nay, thì đề nghị bà con chăn nuôi là phải thực hiện tốt cái việc chăn nuôi an toàn sinh học. Đó là cái biện pháp hạn chế tối đa người ra vào thăm nom đối với trang trại, chỉ giao cho những người mà làm chuyên trách việc thực hiện chăn nuôi. Đồng thời tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho đàn lợn để nâng cao cái sức đề kháng với mầm bệnh, cũng như là tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để đàn lợn đảm bảo cái sức khỏe. Đồng thời nhập đàn ở những cái trang trại mà đảm bảo yêu cầu. Thời điểm này, thời tiết đang có nhiều diễn biến bất lợi, cộng với nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh là rất cao, bà con cần áp dụng triệt để các biện pháp phòng bệnh và đặc biệt là không vì giá thành tăng cao mà tái đàn ồ ạt trở lại. Dự án khu công nghiệp Minh Đức nằm trên địa bàn thị xã Mỹ Hào do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng VNT làm chủ đầu tư. Dù đã chi trả số tiền đền bù hơn 200 tỷ đồng từ những năm 2006-2007 cho các hộ dân để thực hiện đền bù thu hồi đất, nhưng đến nay, qua hơn 10 năm, chủ đầu tư vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch để thi công. Số ít hạng mục hạ tầng của khu công nghiệp Minh Đức không thể triển khai đồng bộ do còn ít diện tích vẫn chưa giải phóng được mặt bằng, làm cho cả khu đất rộng lớn này bỏ hoang để cho cỏ dại mọc. Nếu không phải là nhà đầu tư có tiềm lực mạnh về tài chính, phá sản là điều hiện hữu với doanh nghiệp này. Bởi từ những năm 2006-2007, thời điểm cách đây đã hơn 10 năm, chủ đầu tư đã bỏ ra số tiền hơn 200 tỷ đồng để chi trả đền bù, thu hồi đất với các hộ dân, nhưng vẫn chưa có mặt bằng sạch để triển khai thi công. Đến nay, nhà đầu tư đã bỏ ra số tiền để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng chúng tôi vẫn chưa nhận được mặt bằng sạch của nhân dân giao để tiếp tục đầu tư. Vậy nhà đầu tư gặp rất nhiều khó khăn. Vậy kiến nghị các ban ngành sớm giải quyết hỗ trợ để cho nhân dân bàn giao mặt bằng cho chúng tôi tiếp tục đầu tư. Dự án khu công nghiệp Minh Đức có diện tích 198 ha nằm trên địa bàn 3 xã, phường của thị xã Mỹ Hào là Ngọc Lâm, Bạch Sam và Minh Đức. Trong khi hầu hết nhân dân đồng thuận nhận tiền đền bù theo khung giá quy định chung của nhà nước, tổng số trên 1.200 hộ dân có đất nằm trong diện thu hồi, nay chỉ còn lại 116 hộ dân ở thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm có diện tích thu hồi khoảng 20 ha chưa đồng tình phương án đền bù. Đối với ban xã thì chúng tôi cũng hoàn toàn thực hiện theo các văn bản quy định của tỉnh. Và đối với chủ đầu tư, công ty VNT thì người ta cũng rất là tích cực phối hợp với ủy ban xã tuyên truyền vận động người dân nhận tiền hỗ trợ để sớm bàn giao mặt bằng cho VNT triển khai cái dự án của mình. Tại thôn Phúc Bố, xã Ngọc Lâm có 236 hộ dân có đất nằm trong dự án về thu hồi, thì hơn một nửa số hộ dân đồng tình với khung giá đền bù của nhà nước. Chính số ít hộ với những đòi hỏi vô lý vượt ra ngoài quy định của pháp luật đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, cũng như thiệt hại lớn cho doanh nghiệp vào đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ tầng VNT. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng hơn 1.000 m2 đất nhưng không nộp tiền thuê đất, câu chuyện tưởng như không có này lại đang tồn tại ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Khu nhà xưởng này là của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Yên Hưng, có trụ sở tại xã Quang Hưng. Hơn 1.000 m2 nhà xưởng đều được dựng trên phần đất công thuộc thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao. Phía doanh nghiệp cho biết, năm 2015 mua của một doanh nghiệp sản xuất bia rượu Hati với giá trên 400 triệu đồng. Từ đó, công ty xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh và do đã bỏ tiền để mua đất nên sử dụng không cần phải đóng các khoản thuế thuê đất nữa. Còn phía chính quyền thị trấn cho biết, toàn bộ diện tích nhà xưởng trên đều nằm trên phần đất công thuộc Ủy ban Nhân dân thị trấn quản lý. Nhưng do trước đó, từ những năm 1999,
Ủy ban Nhân dân huyện cho công ty rượu bia Hati thuê một phần. Sau đó, đơn vị này đã thuê mượn thêm phần đất canh tác cạnh đó của thôn Cao Xá. Một số người ký cho thuê, mượn nay không còn. Văn bản cũng không ghi rõ ràng, dẫn đến không xử lý được. Dù địa phương cũng đã nhiều lần đề xuất mời chủ cũ về giải quyết, nhưng không phải hợp tác. Thực tế trên cho thấy, công tác quản lý đất đai ở đây chưa chặt chẽ, công tác xử lý còn thiếu kiên quyết, bởi dù là đơn vị doanh nghiệp nào, thì khi sử dụng đất cũng phải thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuế đất. Rất mong Ủy ban Nhân dân huyện, thị trấn và các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, sự công bằng trong kinh doanh và tránh gây bức xúc của người dân. Thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bến thủy nội địa trước mùa mưa bão, đội thanh tra đường thủy đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phương tiện thủy chở khách ngang sông. Qua đó, đội thanh tra đường thủy đã kiểm tra 17 bến khách ngang sông, nhắc nhở chủ phương tiện phải tăng cường bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện để bảo đảm an toàn kỹ thuật phương tiện, bảo đảm số lượng, chất lượng dụng cụ nổi cứu sinh, đồng thời tổ chức ký cam kết với chủ bến, chủ phương tiện về chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, không chở quá số người quy định. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính 4 trường hợp, đồng thời yêu cầu các chủ bến đò đôn đốc nhắc nhở hành khách đi trên đò mặc áo phao khi đi trên đò. Hiện lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra xử lý vi phạm phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo an toàn kỹ thuật, trang bị đầy đủ dụng cụ nổi, phao cứu sinh, người điều khiển không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn, nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, vào 18 giờ 40 phút chiều ngày 10 tháng 6, tại khu nhà xưởng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, chi nhánh Hưng Yên, nằm trong khu công nghiệp Phố Núi B, đã xảy ra vụ cháy nổ lớn, ước thiệt hại khoảng 5 tỷ đồng. Do vụ cháy nổ xảy ra vào thời điểm hết giờ làm việc và đúng ngày nhà máy nghỉ làm việc, nên rất may không gây thiệt hại về người. Theo một số nhân chứng cho biết, vụ cháy nổ xảy ra tại khu nhà xưởng rộng 700 m². Đây là khu chuyên dùng để trưng cất cồn tinh khiết phục vụ cho lĩnh vực y tế và sản xuất điện tử. Khi xảy ra vụ việc, trong nhà xưởng có khoảng gần 3.000 lít dung dịch các loại, chứa là cồn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hưng Yên đã điều kịp thời 4 xe chữa cháy thuộc đội chữa cháy nằm trong khu công nghiệp Thăng Long 2 ở gần đó, nên sau 45 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để lan sang các khu nhà xưởng bên cạnh. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do cháy cồn, sau đó gây ra tiếng nổ lớn có áp lực rất mạnh, làm cho toàn bộ mái tôn phía trên nhà xưởng bị hất văng ra xa và biến dạng. Một số cửa kính và nhà xưởng của doanh nghiệp khác nằm tiếp giáp cách vài chục mét cũng bị áp lực mạnh gây vỡ kính, biến dạng và hỏng mái tôn che chắn nhà xưởng. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Ban dân vận tỉnh ủy vừa phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện ủy Ân Thi tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 tại xã Quang Vinh, huyện Ân Thi. Tại hội nghị, các hộ gia đình đã được cung cấp kiến thức cách thực hiện phân loại rác thải, sử dụng vật liệu có từ thiên nhiên, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bỏ vỏ đúng nơi quy định, sử dụng năng lượng sạch từ những nguồn năng lượng tái tạo, hạn chế và tiến tới không sử dụng đồ nhựa và túi ni lông, trồng nhiều cây xanh, bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Đặc biệt, cần nhân rộng mô hình xử lý rác thải hữu cơ ngay tại gia đình. Nhân dịp này, Ban dân vận tỉnh ủy và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trao tặng 100 gói men chế phẩm phân vi sinh gốc EM cho các hộ để xử lý rác thải hữu cơ ngay tại gia đình. Để đạt tiêu chí môi trường, những năm qua, huyện Kim Động đã nỗ lực thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường bằng nhiều biện pháp khác nhau. Hiện nay, các xã và thị trấn có 58 điểm tập kết rác, 100% số thôn có tổ dịch vụ thu gom rác thải. Giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, huyện đã thu gom vận chuyển và xử lý được trên 12.400 tấn rác thải sinh hoạt đi xử lý. Huyện có trên 51% số hộ gia đình thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nhà. Kim Động cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Hưng Yên triển khai xử lý nước tại cụm dân cư. Việc thu gom xử lý rác thải nông nghiệp được quan tâm như chăn nuôi gia cầm trên nền đệm lót sinh học, các loại vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật được để vào các bể chứa trên các cánh đồng đảm bảo vệ sinh môi trường.
tất cả các doanh nghiệp đều có hồ sơ bảo vệ môi trường. Nhờ các biện pháp trên đã góp phần đưa Kim Động đạt tiêu chí môi trường, tiêu chí quan trọng trong xây dựng huyện nông thôn mới.